Trên thân bò ấy thì thường có sán dây bò, mà trên người trên cơ thể của lợn ấy thì thường có ấu trùng sán lợn. Thế hay là mình đi ăn tôm nhá. Trong tôm có nhiều ký sinh trùng lắm em ạ. Thế hay là mình đi ăn thịt nướng được không anh? Em không nghe đến cái ký sinh trùng Toxoplasma trên thịt à? Thế hay là đi ăn sushi nhá. Trong cá thì có ấu trùng nang đấy. Thế thì em ăn chay là được đúng không? Ăn chay nhá. Mấy cái món kiểu củ ấu này, mã thầy là vật chủ của rất nhiều loại ký sinh trùng. Thế em uống nước trắng là được gì? Uống nước trắng là an toàn đúng không? Khi tiếp xúc với nước bị nhiễm bệnh ấy, thì ký sinh trùng hút máu sẽ gây nhiễm trùng da. Thế thì thôi, em đi ngủ luôn đây. Nếu mà em đi ngủ ấy thì rất có thể bị muỗi Anofen đốt và gây ra sốt rét. Thế thì thôi, mình chia tay đi anh ạ. Đừng nhá, để anh nói với em về vấn đề tâm lý thời hậu chia tay này.